trông như tiếng hạt bay qua, đục như tiếng suối mới xa nửa vời, tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa. Bốn câu thơ trên của Nguyễn Du đã diễn tả tiếng đàn của Thúy Kiều, khiến tôi liên tưởng tới ngón đàn tuyệt diệu của một nhạc sĩ tài hoa đã lừng danh khắp nước Việt Nam và nhiều quốc gia ở hải ngoại có người Việt định cư, đó là nhạc sĩ Văn Giỏi. Vào năm Giáp Thân 1944, miền đất lành Tiền Giang đã hân hoan chào đón một ngôi sao sáng của nền cổ nhạc miền Nam chào đời tại xã Long Trung, Ba Dừa, quận Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho. Năm lên 14 tuổi, Văn Giỏi theo người cậu ruột thứ 8 để học đàn. Thời gian sau, Văn Giỏi tiếp tục thọ giáo nhạc sĩ Sáu Oanh ở Cai Lậy. Vốn có năng khiếu và tư chất thông minh, năm 17 tuổi, Văn Giỏi đã đàn xuất sắc 20 bản tổ. Đã mang số kiếp con tầm phải trả nợ dâu, Văn Giỏi đã xa quê hương, lên Sài Gòn vào năm 1964 để theo nghiệp cầm ca. Anh đã được mời cộng tác với ban thành công trong những chương trình cổ nhạc phục vụ thính giả của Đài Phát thanh Sài Gòn từ năm 1966. Sự nghiệp của Văn Giỏi ngày càng khởi sắc và được sự ái mộ nồng nhiệt của thính giả khắp bốn phương. Năm 1969, anh được mời cộng tác trong ban nhạc của hãng dĩa Việt Nam và Continental. Năm 1978, nhạc sĩ Văn Giỏi đã sáng tác bản Đoạn khúc Lam Giang và Phi Vân điệp khúc với tiết tấu âm điệu rất mới lạ, như hai đóa hoa thấm sắc thơm hương trong vườn nghệ thuật của bộ môn cổ nhạc miền Nam, đã được giới trẻ đờn ca tài tử và các đoàn cải lương hân hoan trân quý, đón nhận giai điệu của quê hương được kết cấu bằng tim óc của một nhạc sĩ tài danh. Bản đàn thứ ba được nhạc sĩ Văn Giỏi và nhạc sĩ Thanh Hải phối hợp sáng tác là bản Vọng Kim Lang. Ngoài sự bảo tồn truyền thống của tiền nhân trong bộ môn nhạc dân tộc, sự sáng tác thêm bài bản để cho nền cổ nhạc miền Nam thêm phong phú là việc làm đáng ca ngợi trong tiến trình nghệ thuật của âm nhạc cổ truyền dân tộc. Nhạc sĩ Văn Giỏi có những sáng tạo đặc biệt như đàn điệu oán bằng dây Sài Gòn và đàn cả 6 dây mà thông thường cây guitar phím lõm chỉ đàn 5 dây. Ngoài ra, anh còn áp dụng bộ phận biến âm điện tử vào cây lục huyền cầm làm cho âm thanh du dương, thánh thoát hơn. Vì là một nhạc sĩ có thực tài và đã gặt hái được những thành quả tốt đẹp trong lĩnh vực nghệ thuật cầm ca, nên Văn Giỏi được vẻ vang đoạt danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào tháng 4 năm 2007. Đây là bản Đoạn khúc Lam Giang do nhạc sĩ Văn Giỏi độc tấu lục huyền cầm. bỗng trầm khoan nhạt, khiến người thưởng thức nghe như nỗi buồn mang mát, gởi theo nước biếc nhẹ trôi trên dòng sông Lam, với bao thương nhớ xa xăm. Và đây là bản Phi Vân Điệp Khúc, cũng do nhạc sĩ Văn Giỏi đàn độc tấu. Hồn nhạc của bản này mang nỗi buồn miên man trong buổi chiều êm ả, khi khung trời nhuộm ráng nắng hoàng hôn. Nỗi buồn vươn theo mây trắng chập trùng trôi về nơi vô định. Sau đây là bản thứ ba trong những sáng tác của nhạc sĩ Văn Giỏi, đó là bản Vọng Kim Lang. Phải chăng đây là tiếng lòng u hoài, thổn thức, khắc khoải chờ mong của người cô phụ trong chồng ở tận chốn xa xăm? Những bản đàn trên đây, nhạc sĩ Văn Giỏi thu âm một cách chân phương. Sau đây là ba câu vọng cổ do anh độc tấu với kỹ thuật thu âm, biến âm nghe rất mới lạ và rất hấp dẫn đối với người thưởng thức mộ điệu. món đàn truyền của nhạc sĩ Văn Giỏi chạy thoăn thoắt trên những phím lởm, tạo thành những chuỗi âm thanh gợi cảm và những chữ nhấn làm tăng chiều sâu rung động cho người lắng nghe âm điệu của cung đàn. Khi đàn hòa tấu với những cây đàn khác, nhạc sĩ Văn Giỏi giữ được sự hài hòa trọn vẹn, như để tâm hồn mình giao cảm với tiếng đàn của các nhạc sĩ bạn, được hòa âm một cách siêu tuyệt và xuất thần. Đây là bản Phụng Hoàng Cải Lương do nhạc sĩ Văn Giỏi đàn hòa tấu. là một nhạc sĩ khiếm thị, nhưng Văn Giỏi đã gây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc bên cạnh người vợ hiền đảm đang, quán xuyến và những đứa con hiếu hạnh ăn học thành tài. Anh luôn khiêm tốn, hòa nhã với tất cả mọi người. Trên con đường nghệ thuật, anh đã tiến nhanh, tiến mạnh và tiến vững chắc với tài năng, thiên khiếu kết hợp với sự khai phá, sáng tạo và điêu luyện đã tô điểm cho danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của anh ngày thêm rạng rỡ. Tiếp theo đây là bài Lý Con Sáo Gò Công.